chương trình được bảo trợ bởi Bạn sẽ đi đâu với OC Bus? Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Một lần nữa, tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và chương trình Người Việt, quý vị theo dõi là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình. Mà quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Hello. Alo, dạ cho được đặt câu hỏi đó anh. Dạ, dạ được, luật sư Liêm tôi nghe đây. Dạ. Cô có thể đặt câu hỏi. Dạ, chào luật sư. Dạ. Dạ tôi nghe đây, cô đặt câu hỏi được đây. Dạ, em làm cái nghề nail á luật sư. À hả. Hồi em nghỉ đó, cái là em phải lấy đồ của em về mà. Dạ. Mà sao? Xong cái hồi em nghỉ đó thì em lấy đồ nghề của em về đó mà em không có lấy đồ của những cái người khác, mà cái hồi em làm á thì cái sao? Dạ, cái cô chủ này đó là hồi em làm á là cổ đã không thích em rồi. Rồi thành ra là em cảm thấy không thoải mái trong cái vấn đề làm việc, thành ra em nghĩ khi mà em nghỉ rồi á thì cổ điện cho em rằng là em ăn cắp đồ, em ăn cắp cái máy sơn treo của mấy cái người thợ còn lại. À. Cổ nói cổ câu trên camera có. Rồi bây giờ cổ em sợ quá. Cái em tại vì em cũng mới qua bên này thôi. Rồi em mới nói thôi bây giờ đền như em đền, rồi người nhà em nói là không có đền. Cái đó là đền, là mình chấp nhận mình có lấy hai cái máy đó, cái gì danh dự của mình đó. Dạ. Yeah. Thì rồi. Câu hỏi của em là sao? Rồi bây giờ đó, nói rằng là bây giờ em không trả hai cái máy đó thì bên dạ, yeah. Nói em là bây giờ trên camera thấy em lấy, giờ cắt cái ảnh đó để đưa cho police làm việc, nhưng mà thật sự là em không có lấy, rồi bây giờ bắt em là phải em trả lại hai cái máy đó mà em đâu có lấy đâu em trả. Ok. Dạ, yeah. Bây giờ yeah. Nói là thưa với lại police, thành ra là em không biết rằng là có chuyện gì xảy ra với em hay không. Dạ. Yeah. Ok. Nó tùy theo là em á, họ có hình ảnh để chứng minh rằng em ăn cắp những cái máy mà sơn keo đó hay không. Nếu họ có yeah. hình ảnh thì cảnh sát nó vẫn phải coi để rồi đó nó có thể truy tố cho em. Cái việc yeah. truy tố á, nó tùy theo cảnh sát. Nhiều khi đó, nhiều khi họ có thể coi đây là chính là cái sự gọi là tranh cãi giữa người chủ và người thợ, chủ tiệm nail và em. Do đó có yeah. thể họ không có xúc tiến. Nhưng mà cũng tùy, nếu mà họ muốn thì họ cũng có thể. Nếu với điều kiện là họ có đủ bằng cớ thì họ có thể sẽ truy tố em ra tòa về tội ăn cắp. Em, chính bản thân em phải xét lại coi thật sự là em có lấy hay không. Nếu em, hoàn toàn em không có lấy cái gì của ai hết. Ok, nếu em không có lấy thì em không có gì phải sợ hết đó. Ok. Dạ, em cũng nói như vậy. Dạ, dạ, thì em không có lấy thì em không có gì phải sợ hết. Nhá, dạ. Thì không có sao đâu. Ok. Phải đau ra cái camera đó, thí dụ mà thấy mờ mờ, em là họ không có thấy mờ mờ trong vô cái ba lô, nhưng mà có thấy rõ được là em lấy cái gì trong cái ba lô đó không luật sư? Ok, tôi chỉ nói đơn giản là em có lấy hay em không có lấy. Nếu em không có lấy thì em không dạ. có gì phải sợ, chỉ có vậy dạ. thôi. Còn cái dạ. vấn đề cái hình ảnh, đương nhiên nếu em có lấy thì đương nhiên họ có thể họ phải. Nếu họ mua, họ có thể có những hình ảnh để mà chứng minh là em lấy. Còn nếu em không có lấy thì làm gì mà họ có những hình ảnh để chứng minh em lấy được đâu. Thành ra đó em không có gì phải sợ. Còn nếu mà thật sự em có lấy thì tốt nhất là em nên dàn xếp để trả lại cho họ. Chỉ có dạ, vậy không, thôi. Em không có lấy cái dạ, gì hết. Em không lấy thì em... Dạ, em không lấy thì em không có gì em... Có gì của ai hết dạ. dạ, em không lấy thì em không có gì phải sợ hết đó. Tại vì họ, cho dù có thưa cảnh sát... thì cảnh sát cũng đòi hỏi là họ phải có bằng chứng là em lấy. Mà em không có lấy thì đương nhiên làm sao họ có bằng chứng là chứng minh là em lấy ha. Yeah. Ok, cảm ơn em. Hello, giờ chúng tôi ở đây. Dạ, phải chủ luật sư dạ tôi luật sư Liêm đây. Dạ, dạ chào ông.
dạ em có câu hỏi muốn muốn hỏi là em có cái nhà mà mẹ vợ và hai vợ chồng em đứng tên mà mẹ vợ á, thì sau này á, là có một chồng con sau cũng có nhà băng mà cũng bất khoái đặt tùm lum đó anh rồi cái trường hợp nhà của em nó có ảnh hưởng gì không thưa anh? OK, bà vợ, bà mẹ vợ với vợ chồng em đứng là với cái dạng joint tenant phải không? Em phải coi cái grand deed đó, cái giấy chủ quyền nhà đó, có phải vậy không? Phải ba người đứng là joint tenant phải không? Dạ phải. OK. Bây giờ trả lời từng câu hỏi. Câu thứ nhất là nếu mà bà vợ, bà mẹ vợ em bị bad credit gì đó thì có ảnh hưởng tới cái nhà của em hay không? Thì câu trả lời là có, nếu mà những cái chủ nợ của bà mẹ vợ em họ xúc tiến kiện bà mẹ vợ em và họ lấy được cái bản án, cái judgment, thì khi đó đó họ có thể file cái judgment làm cái lien ở trên cái nhà này. Đó là cái thứ nhất, yes nó có thể, nhưng mà thường là với điều kiện là những người chủ nợ đó họ cũng sẽ phải kiện bà mẹ vợ em và lấy cái judgment trước rồi họ mới có thể lien vô cái nhà. Thứ hai, có vấn đề nữa cũng phải suy nghĩ là khi đứng là joint tenancy thì người nào qua đời thì những người còn lại sẽ được hưởng hết cái phần của cái người qua đời. Do đó, thường nếu bà vợ mà vợ em vì lớn tuổi mà qua đời trước thì em, vợ em sẽ hưởng cái phần của bà mẹ vợ em mặc dù bà vợ mẹ vợ em có người con riêng. Nhưng bù lại, ngược lại, nếu em và vợ em qua đời trước thì bà vợ, mẹ vợ em cũng sẽ là người được hưởng cái phần mà của em và có, của vợ em. Nếu hai người vợ chồng em đều qua đời hết thì mẹ vợ em sẽ hưởng trọn cái nhà đó. Bất kể là em có di chúc hay là em có con cái gì đơn chăng nữa thì con em cũng sẽ không được hưởng đâu. Thành ra hồi nãy từ lúc đầu tôi đã hỏi cái cách đứng là thế nào là như vậy. Bây giờ để mà tránh cái việc mà có thể ảnh hưởng tới cái quyền lợi của em và vợ em thì nhiều khi phải đổi từ cái dạng đứng là joint tenancy sang cái dạng gọi là tenants in common. Mà trong đó nói rõ là mỗi người chủ ở trong đây đó có làm chủ bao nhiêu phần trăm. Lấy thí dụ bà mẹ vợ là 1/3 và vợ chồng em là 2/3 và đứng là tenant in common thì trong trường hợp đó đó chủ nợ của bà mẹ vợ em chỉ có thể ảnh hưởng tới 1/3 của bà vợ mẹ vợ em mà không ảnh hưởng tới nguyên toàn thể cái nhà đó. Hay là nếu tụi em mà em có qua đời thì cái 2/3 cũng sẽ được những người con của em hay gia đình của em hưởng. Và nếu bà vợ, mẹ vợ em mà qua đời thì 1/3 của bà mẹ vợ em cũng sẽ được mấy người con của bà mẹ vợ em hưởng. Thế nên đó là những cái, đó là cái có thể một trong những cái giải pháp mà có thể giải quyết cái vấn đề này của em. Ok? Dạ. Ok. À, cái trường hợp vậy ba người mà nhà băng họ cũng có quyền họ can thiệp, họ đưa ra tòa nữa ha, đưa luật sư. Dạ. Thì mình đứng là joint tenant đó thì ba người đều làm trường hợp của em, xin lỗi, trường hợp của em á là hồi đầu tiên á là bà má vợ đứng tên, sau 1-2 năm sau á là tụi em mới là bỏ cái tên vô, hai vợ chồng vô sau. Dạ. Thì khi đứng là joint tenant đó thì đó ba người coi như là chủ 100% hay là một trong ba người cũng có quyền coi như là chủ 100% cái tài sản đó. Do đó đó, bất cứ cái người chủ nợ của một trong ba người đều có thể put cái lien lên 100% cái nhà đó. Dạ. Ok. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ok, thành ra nên cẩn thận là như vậy. Ha. Ok. Em cảm ơn. Không có chi em. Dạ, ok, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Hello, dạ chúng tôi ở đây. Dạ, tôi luật Slim, tôi ở đây. Dạ, chào luật sư Liêm. Dạ. Tôi muốn hỏi... Chào bà. Âm luật sư cái này. Dạ. Yeah. Cách đây 18 năm tôi có mua một cái living church. Rồi bằng đi một thời gian thì
cách đây chừng 1-2 năm thì có người họ cứ đến họ đòi review cái Lý Bình Phước đó. Đòi gì? Tôi thấy nó phiền phức quá. Họ đòi cái gì Living Trust đó? À, nó đến, nó họ nói để đến để review cái Living Trust đó. Họ đâu có quyền review cái Living Trust. Living Trust là cái gì? Những cái document riêng của bà, họ đâu có quyền review. Thế tôi không hiểu. Ok, rồi sao nữa? Vâng. Rồi sao nữa? Mà rồi sau này họ còn bắt tụi tôi là phải kê khai những cái gì tụi tôi spam nữa. À, họ là ai? Thì là cái người trong cái của cái group mà Living Trust không? Cái group Living Trust, bà nói tôi không hiểu. Họ nói họ là một trong những người mà đại diện cho cái hãng mà Puritan đó không? Hãng gì? Cái hãng Puritan, cái hãng mà về Living Trust đó. À, tôi không hiểu cái Living Puritan. Ông có nghe cái đó bao giờ không? Chưa bao giờ nghe hết đó. Tôi chưa bao giờ. Bà nói tôi không có hiểu được. Bà lý do tôi không hiểu được những cái điều bà nói đó là như thế này. À, theo cái kinh nghiệm và cái điều hiểu biết của tôi đó, cái Living Trust đó là khi được thành lập, chứ bà không có mua cái Living Trust, mà bà thành lập cái Living Trust, cái mục đích đó là để khi mà bà qua đời, bà mua Living Trust, bà không có mua cái Living Trust. Cái Living Trust nó không có bán, không có ai bán cái Living Trust hết đó. Thành ra bà nói bà mua Living Trust là ngay từ lúc đầu tôi đã thấy nó ngộ quá, tôi không có hiểu được. Thế này bây giờ để nói lại thêm một chút xíu. Là tại vì hồi đó ông xã tôi, ông làm cho một cái hãng đó. À. Thì ông đó, họ có những luật sư của hãng, ông biết không? À. Họ mới giới thiệu, họ bảo bây giờ ông nên mua một cái Living Trust. Thì hãng nó sẽ trả cho một nửa. Tụi tôi trả một nửa là tổng cộng khoảng 1,000. À. Đó. À. Thì bây giờ đó, bằng đi nghĩa là mười mấy năm á. Tự nhiên bây giờ mấy người ở trong cái group đó nó cứ họ cứ đòi đến để họ bảo review cái này review cái kia. Okay, bây giờ tôi hiểu. Okay, như thế này. Okay. Tại bà nói bà mua, thật sự không phải là bỏ tiền để người ta làm cái Living Trust cho bà. À, thứ nhất là họ không có quyền, không có ai có quyền review cái Living Trust của bà. Và nhiều khi đó họ nó liên lạc với bà để nó kiếm cách để nó làm tiền, bởi vì khi mà nó review thì nó sẽ tính bà cái lệ phí để mà nó đem một cách để nó kiếm tiền thôi nhá. Tại vì một khi cái Living Trust được thành lập, nếu làm đúng thì chả có gì mà phải review hay sửa sang gì cho sửa chữa về cho nó hết đó. Thành ra nhiều khi cái văn phòng luật sư đó nó chỉ muốn kiếm tiền thôi, để mà nó đặt ra cớ để tôi review, tại lâu quá rồi, nhiều khi luật thay đổi hay nhiều khi có tình trạng gia đình bà thay đổi, để tôi review lại giùm cho bà, để tôi sửa chữa lại cho đúng luật hay là đúng cái tình trạng gia đình của bà. Nhưng mà thật sự nếu mà họ làm đúng và không có thay đổi gì trong cái gia đình của bà, thay đổi là sao? Thay đổi là thí dụ hai ông bà ly dị nhau sau khi mà làm Living Trust, hay là có đẻ thêm con, hay là có ghét đứa nào không có cho nó, hay là thay đổi có thêm tài sản gì dần dần. Thì trong trường hợp đó thì nhưng mà có một số những cái văn phòng luật sư thì đó, sau khi họ làm Living Trust cho thân chủ á, thì họ vẫn muốn kiếm tiền ở trên cái Living Trust mà họ đã làm thân chủ, bằng cách kêu mỗi năm á, để chúng tôi review rồi họ sạc một vài trăm đồng chẳng hạn. Thì cái chuyện đó là không cần thiết và chỉ là cái cách để mà văn phòng luật sư đó họ kiếm tiền thôi. Thành ra đó, cái văn phòng gì đó đã làm cái Living Trust, bà họ liên lạc, bà từ chối, bà kêu đừng có liên lạc được, tôi không có muốn liên lạc nữa, là họ không có quyền gì để liên lạc để coi cái Living Trust của bà hết đó. Ok. Tại rồi. Vì ông biết tại sao không? Ông họ nói là nếu mà họ không đến, không cho họ đến, đến khi mà mình có cái chuyện gì mà xảy ra mà nó thấy ở trong những giấy tờ mà mình không có update giống nhất này kia đi, thì nó bảo mình phải đóng tiền phạt. Thì tôi cũng không hiểu tiền phạt. Đâu có tiền phạt, không. Không có tiền phạt gì hết đó. Chỉ có cái đó, nếu nó làm không đúng á,
Thì cái tệ hại nhất á, mà một cái văn phòng luật sư mà làm một cái living trust mà làm không đúng á, thì là mình chết thì nó phải qua thủ tục probate, chỉ có vậy thôi. Chứ không có ai phạt, không có đóng phải đóng thế thêm tiền, không bà không có phải đóng thêm tiền thuế nhé. Bà không có phải đóng thêm tiền thuế, bà cũng không phải đóng tiền phạt, bà không có đóng tiền gì hết á. Chỉ có xin lỗi tệ nhất coi như là cái living trust đó không có hiệu lực. Và vì vậy đó những cái tài sản bà vẫn phải qua probate. Ok. Đây bây giờ ông tôi muốn hỏi ông thế này, nếu bây giờ trường hợp nó làm phiền tụi này quá thì bây giờ tụi tôi á muốn bỏ cái đó, cancel cái đó để tôi mua cái wheel được không? Ok, bà đó nó tùy theo cái tình trạng tài chính của bà. Nếu bà đó có bất động sản hay là có những tài sản lớn thì bà nên có cái living trust. Ok. Cái will đó không có giúp bà nhiều, là bởi vì cái will đó khi bà chết đó thì đó cho dù bà có hay không có will, bà vẫn cái những người con của bà vẫn được hưởng tài sản của bà. Đúng ra đó khi cái văn phòng luật sư mà làm cái living trust của bà đó, lẽ ra đó ngoài cái trust đó, ngoài cái living trust nó phải làm cho hai vợ chồng bà hai cái, mỗi người một cái, nó gọi là cái will, nó gọi là cái pour over will. Và đồng thời vợ chồng ông bà đó mỗi người cũng có một cái giấy ủy quyền về tài chính, nó gọi là cái durable power attorney, và một cái giấy ủy quyền về y tế và hậu sự, nó gọi là cái advance healthcare directive. Nếu mà văn phòng luật sư đó chỉ làm cái living trust hay không thì ngay cái việc nó làm đó là cũng là tắc trách rồi, cũng không đúng luật rồi. Ok. Thành ra bà đừng có sợ họ, họ không có quyền gì ở trong cái việc của bà. Họ gọi lại bà nói cấm không có được gọi nữa. Tôi không có muốn dùng quý vị nữa. Ok, tôi đã có luật sư mới rồi. Thì nó không, nó chỉ hăm dọa nó, tại vì nó thấy bà nhiều khi, nhất là cái người Việt Nam mình đó, nó nghĩ là ô mới qua không biết gì, thì nhiều khi nó ăn hiếp thôi, thì nó hăm dọa bà thôi, chứ nó tôi như tôi nói nó không có quyền cái gì hết đó, không có ai phạt bà nếu mà cái living trust họ làm sai chân dần nhé. Vâng, Ok. tại vì cái năm vừa rồi đó ông, họ Dạ. đến họ đã bắt chúng tôi nghĩa là phải kê khai ra những bà tài sản này kia, xong rồi tài mỗi một tháng bao nhiêu, Nó nó kỳ quá. không có quyền làm như vậy. Bà cũng thật sự mà có làm living trust, ai có làm với bà, họ cũng không bắt bà phải kê khai tài sản hay là cái lợi tức của bà bao nhiêu, cái chuyện đó là làm hoàn toàn sai trái nhé, hoàn toàn Bây sai giờ trái. ông nói là tụi tôi vẫn cứ giữ cái living trust đó. Yes, bà vẫn giữ cái living trust đó. Cái quan trọng đó là khi nó làm cái trust của bà đó, bà có cái nhà nào không, có bất động sản nào không? Có, tụi tôi thì cũng có một cái nhà rồi, Ok. cũng có một ít vốn. Ok, với cái nhà đó đó, khi nó làm cho bà đó, nó có chuyển cái title cái nhà đó để vào cái trust của ông bà hay không? Lấy thí dụ trước khi làm cái living trust đó, thì ông bà là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, husband and wife as joint tenant. Thì bây giờ đó là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B là trustee của cái family trust của Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị B, có không? Dạ có. Ok, nếu có là đủ rồi, không cần làm gì nữa hết á. Ok. Next time nó đến bà từ chối không có tiếp nó. Ok. Vâng, thì từ hồi đến giờ là coi như là tụi tôi Dạ. vẫn không có gì thay đổi hết. Đúng, thì bà không cần phải nói chuyện gì nó hết á. Nó cũng không giúp Nghĩa gì cho là bà. nó đen nó kêu thì tôi cứ kèm sổ không có nói gì hết. Bà cứ nói là tôi không có muốn dùng quý vị nữa. Don't call me again. Đừng có gọi nó nữa. Nhé. Thì Ok. tôi nói có thể kêu luật sư khác được không? Được, bà có thể, bà nói tôi đã có luật sư mới rồi. Đừng gọi tôi nữa. Ok. Rồi cảm ơn luật sư Không có chê nhiều. bà. Dạ, chào bà. Dạ cảm ơn. Dạ. Đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị còn giữ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.